Hi xin chào các bạn, à, các bạn có khỏe không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, đến với một cái kiến thức rất là hay mà mình muốn chia sẻ trong cái vlog này đó là cách để mà giúp các bạn à, ghi nhớ tốt hơn, nâng cấp cái trí nhớ của bạn làm sao để cho nó nhớ được kiến thức nhớ được cái dữ kiện dữ liệu một cách tốt nhất. Trí nhớ là một điều cực kỳ quan trọng các bạn ạ, nếu như mà chúng ta làm việc hay là công việc của chúng ta mà chúng ta quên quên các chi tiết quên tình tiết thì nó sẽ khiến cho chúng ta gặp rất nhiều phiền phức cũng như rắc rối và đặc biệt là mất thời gian và chúng ta cứ phải là quanh quẩn làm đi làm lại trong cái công việc đó mà không thể giải quyết nó như một cách nhanh chóng được thì hôm nay mình sẽ chia sẻ 7 cách để giúp các bạn tăng cường trí nhớ tăng cường cái sự ghi nhớ của bộ não lên việc ghi nhớ tốt một việc ghi nhớ tốt sự kiện sẽ khiến cho bạn trở thành một con người dễ dàng đạt đến thành công tốc độ làm việc sẽ nhanh hơn tự tin hơn và không bao giờ bị nón quẩn uh, trong cái vòng đảng trí lãng trí của mình thì uh, cái cách thứ nhất để tăng cường trí nhớ thì các bạn thể nhớ về một điều lâu hơn thì cái cách này đó là cách có cái tầm quan trọng lớn nhất đó là hiểu được cái vấn đề cách thứ nhất là các bạn phải hiểu được nó là cái gì hiểu được cái vấn đề các bạn cần nhớ là cái gì cái vấn đề bạn cần nhớ là gì bạn phải hiểu được rõ ràng về ý nghĩa của nó Uhm, có một câu nói rất hay đó là nếu như bạn không thể nói ngắn gọn về một điều gì đó Thì điều đó có nghĩa là bạn không hiểu gì về nó cả Khi bạn hiểu về một vấn đề tức là bạn có thể định nghĩa nó một cách rất là ngắn gọn Bạn có thể tư duy và hình dung nó một cách rất là đơn giản trong cái bộ não của mình Đừng bao giờ bạn nhét vào đầu óc của mình ấy, Những cái gì nó máy móc, những cái gì nó chỉ là học vẹt Nó chỉ là cái hình thức để đối phó tạm thời Như là học thuộc văn, học thuộc thơ mà không hiểu gì về bài văn, bài thơ đó rồi một lúc nào đó bạn quên đi, à, bạn quên đi và nó chỉ là cái hình thức đối phó tạm thời thì các bạn lấy điểm miệng ngày xưa đi học thôi. Ừ, có cái thói quen rất là dở hơi đó là các thầy cô giáo ấy, ngày xưa đây học là thường bắt ta học thuộc đúng không? và học sinh thì luôn chống đối và đối phó bằng cách là học à, vẹt, học vẹt, học hàng trăm lần đọc ở nhà xong rồi đến và trả lời. Có những người nào mà không học thuộc cái gì thầy cô đã coi như là bắt chép phạt đúng không? thì bay thì chép phạt, chép phạt thì nó tạo ra trong học sinh một cái hình thức chống đối trong đối nó khiến cho học sinh nhớ được cái từ đó nhưng mà thực ra nhớ nó chỉ là nó tạo nên một cái ghi nhớ trong não mà không phải là ghi nhớ hiểu thì cho nên là cái việc hiểu vấn đề hiểu cái việc mà bạn ghi nhớ nó quan trọng lắm nó quan trọng lắm bạn phải định hình phải hiểu được chắc chắn nó là cái gì thì bạn mới nhớ nó được tại sao bạn nhớ một cô gái tại sao bạn nhớ về người mình yêu đó. tại sao bạn à, nhớ về cái người người ta đã đến và gây cho bạn những cái cảm tình cảm xúc đúng không tại vì bạn đã hiểu về con người người ta À, hiểu với con người ta bạn nhớ người ta nó là một phần không phải là người ta tốt mà mà thôi mà nó là còn à, bạn đang hiểu người ta bạn đang hiểu người ta và bộ não của các bạn ấy bộ não của con người đấy nó có một cái tính chất rất là hay đó là nó luôn luôn nó luôn luôn dễ dàng ghi nhớ những gì mới lạ luôn luôn dễ dàng ghi nhớ những gì mới lạ nên là mỗi ngày các bạn nên học những kiến thức mới à, và ghi nhớ nó có thể là ngày mai nó sẽ quên nhưng mà nó sẽ tồn tại trong não với một dạng tiềm thức nó, nó là một dạng ý thức và nhận biết Đấy. rất là hay cái vấn đề hiểu này nó tạo cho bộ não có một cái ý thức nhận biết khi bạn hiểu vấn đề đó bạn nhớ nó rất là kỹ nó tái hiện kiến thức rất là tốt bộ não của bạn rất là phi thường như vậy thứ hai để ghi nhớ tốt hơn thì các bạn nên sử dụng đến sự liên tưởng hay là sự tưởng tượng à, sự tưởng tượng hay sự liên tưởng bạn nghĩ về điều gì nhiều nhất bạn tưởng tượng về điều gì nhiều nhất thì bạn sẽ dễ nhớ điều đó nhất bạn nghĩ về một cô gái không tưởng tượng về một cô gái thì bạn yêu người ta rồi hay là, là một chàng trai bạn yêu người ta rồi thì tính khi đó là cái bộ não của bạn nó cứ bị gợi nhớ bị gợi nhớ rèn luyện trong cái việc tưởng tượng này sự nước tiên tưởng này nó tạo cho các bạn đi vào một cái thế giới khác một thế giới siêu thực một thế giới đó là thế giới chứa đựng những gì bạn cần nhớ và bộ não sẽ tự động ghi nhớ và sao chép và giữ lại những gì bạn đang liên tưởng kết nối nó với cái thế giới thực tại và còn những gì mà bạn không liên tưởng những gì bạn cho là tiểu tiết những gì mà bạn không, tưởng tượng nó thì bộ não sẽ loại bỏ nó và xóa nó đi. Việc mà các bạn tưởng tượng ấy, nó không chỉ giúp cho các bạn trở nên là người có cái trí nhớ tốt hơn mà nó giúp cho mà, mà nó còn giúp cho bạn lại có một cái bộ não tư duy tốt hơn, khiến cho cái 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 sự tưởng tượng ấy, cái sự liên tưởng của bạn nó trở nên phong phú hơn và khi các bạn càng liên tưởng càng tưởng tượng nhiều ấy thì bạn càng trở nên thông minh hơn, càng được trở nên thông minh hơn. Cho nên là các bạn hãy cố gắng à, tưởng tượng Ờ, nên tưởng vì khi các bạn làm điều đó là não của bạn nó đang hoạt động não của bạn nó đang hoạt động não của bạn nó đang, động, bạn nó đang bắt đầu ghi nhớ sao chép và sâu chuỗi các sự kiện với nhau thì các bạn phải cố gắng liên tưởng nhá cái thứ nhất là các bạn phải hiểu vấn đề thứ hai là hiểu xong nó rồi thì liên tưởng thông về vấn đề khác ví dụ tôi hiểu thế nào một cô gái sinh bắt đầu tôi liên tưởng liên tưởng đến một cô gái sinh à, ví dụ vậy và cái thứ ba là sự lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại chính là cái hình thức chép phạt các bạn các bạn chép đi chép lại chép đi chép lại và lặp đi lặp lại nó cũng giống như một cái hình dạng nào các bạn có một người khác cứ nhắc đi nhắc lại các bạn nhắc đi nhắc lại mà hoặc là bạn nghe bài hát nghe đi nghe lại đấy hoặc là các bạn tập cái gì các bạn tập đi tập lại tập đi tập lại các bạn đi qua một con đường có một cái banner hay có cái gì đó nó luôn luôn mỗi ngày nó cứ đập vào mắt bạn và, đập vào nó và. nó khiến cho cái bộ não của bạn đáng nhất là người biếng với cái kiến thức đó thì nhiễm nhiên nó tự động ghi cái kiến thức đó bởi vì nó gặp lại có quá nhiều gặp lại có nhiều gặp lại có nhiều thế cho nên là các bạn cứ gặp lại một cô gái gặp đi gặp lại có nhiều gặp đi gặp lại có nhiều thì bạn sẽ tự dưng sẽ yêu. À nhưng rất có thể là bạn sẽ nảy sinh cảm tình với cô ấy. Bởi vì là nó sự nạp đi gặp lại, nạp đi gặp lại, nó khiến cho cái bộ não của bạn bắt buộc phải ghi nhớ. Dù nó bộ não đấy nó rất là người, bộ não rất là người nhưng mà cứ đập vào mắt ấy, cứ đập vào mắt ấy, cứ đập vào mắt ấy, là nó sẽ bị bị ghi nhớ, bị ghi nhớ. Cho nên là khi mà các bạn đi ra ngoài đường ấy, các bạn sẽ nhìn thấy những cái banner, những cái quảng cáo đó, họ trăng đầy ở đường và những cái đó là hình thức ở uh, ám thị ám thị hình 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 thức ám thị đó là nó khiến cho các bạn cứ phải nhìn vào và khi các bạn muốn mua một cái sản phẩm liên quan khi các bạn muốn mua một cái sản phẩm liên quan đến cái lĩnh vực đến cái mặt hàng đó thì ngay lập tức não của bạn sẽ liên tưởng sẽ nhớ đến cái mà bạn đã nhìn thấy thường xuyên đó là sự lặp lại thì đó là vì sao cái quảng cáo họ đã cứ phải trăng đầy đường như vậy cho nên là sự lặp lại rất là quan trọng nên là khi mà bạn muốn trở đi tiến đến thành công các bạn phải ghi cái mục đích của mình ghi cái mục đích của mình dán là trên tường. Đấy tôi phải trở thành người giàu có tôi sẽ phải giàu có tôi phải kiếm 3 triệu một ngày à, tôi sẽ kiếm 5 triệu một ngày chẳng hạn ký à, cái, cái mục đích của bạn ghi rõ ràng ở trên tường này nó nắm điều lại nó tạo cho não của bạn một cái tư duy tích cực à, một cái tư duy đón lấy cái sự thành công đó tôi sẽ trở thành người giàu có tôi sẽ trở thành người thành công tôi sẽ đọc sách mỗi ngày tôi sẽ học thêm một điều mới mỗi ngày tôi sẽ cười mỗi ngày tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày tôi sẽ tự tin mỗi ngày và tôi sẽ là người chiến thắng mỗi ngày tôi sẽ là người đầy sức mạnh mỗi ngày các bạn luôn luôn uh, nhắc lại điều đó, nạp lại điều đó, ghi lại điều đó, chép lại điều đó và mở ra xem mỗi ngày hoặc là dán trên tường để đọc nó mỗi ngày thì đó là cái hình thức lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nó buộc cho bộ não không muốn nhớ vẫn phải nhớ uh, tự động nhớ nó ghi như là một thể tự nhiên tự nhiên và mình rất thích cái cách này mình rất thích cái cách này ngày xưa là mình uh, đi học ấy là mình muốn học thuộc cái gì đó thì mình bắt đầu mình ghi âm nó ghi âm nó xong đó mình cứ nghe đi ngày lại nghe đi nghe lại và đó là cách thứ ba, à, cách thứ tư đó là các bạn học thêm những gì mới mẻ, mới mẻ, mới mẻ ở đây là nó phải theo cái tính chất là liên quan đến cái bạn đã học trước nó, à, mỗi ngày bạn phải học thêm một điều mới, à, nhưng mà nếu như bạn học à, một cái điều mới của ngày hôm nay mà nó không liên quan đến điều ngày hôm qua, nó không thể sâu chuỗi, không thể liên kết, không thể gắn kết với cái điều ngày hôm qua thì cái điều đó cũng sẽ rất là, dễ quên đi, à, cái điều đó rất quên đi, bởi vì nó không, bạn cảm giác nó không ăn nhập với nhau. Cho nên là mỗi ngày các bạn phải học thêm điều mới nhưng mà phải học những cái điều mà nó có liên quan, liên quan đến cái bộ não của bạn, liên quan đến bộ não của bạn để nó sẽ kích thích, nó kích thích cái ghi nhớ uh, những cái kiến thức cũ và kiến thức mới với nhau. Thì đấy là các bạn mỗi ngày phải học cái điều mới. Các bạn học điều mới các bạn sẽ thấy là bộ não của bạn cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Rất là sảng khoái. Nếu như bạn ngừng học tập thì đồng nghĩa với việc là bạn đồng nghĩa với việc là bạn ngừng ghi nhớ, các bạn ngừng trao rồi ngừng học thêm thì đồng nghĩa với việc là các bạn không thể ghi nhớ được môn khoa học thì học với môn tự nhiên rồi học đàn nhạc hoặc hội họa học sở thích học các loại học tức là học như vậy để cho cái bộ não nó được sâu chuỗi bộ não được làm việc liên tục thì nó sẽ không bao giờ dừng lại nó, nó không dừng lại thì cái việc ghi nhớ nó cũng sẽ tăng lên liên tục thì các bạn nhớ như vậy là các bạn học những điều mới mỗi ngày nhưng mà nhớ là học mà những cái điều đấy nó có liên quan đến điều trước một tí nhá và nếu như mà nó không liên quan này các bạn phải nghĩ ra cái gì đó liên quan để sâu chuỗi nó lại thì các bạn sẽ tạo nên cái bộ não rất là phi thường cho mình đấy là cái uh, thứ tư đó là cái điều là đó là cái việc là các bạn phải luôn luôn học tập luôn, luôn học tập học là để quên đi học là để quên đi học là để quên đi các bạn nhớ như vậy nhưng mà nếu các bạn không học thì chắc chắn là sẽ không bao giờ nhớ được gì cả cái cách thứ năm là các bạn đặt những câu hỏi cách này là rất hay À, đặt câu hỏi là một cái hình thức kích thích tư duy. À, thực ra đấy, thì có một số những người họ không thể trả lời những câu hỏi đơn giản một cách ngắn gọn. Có rất nhiều người họ không thể trả lời ngắn gọn, họ không chịu ghi nhớ, họ không chịu tư duy và họ không chịu đặt câu hỏi. Đặc biệt là như vậy, cho nên là khi mà họ không tự đặt câu hỏi cho mình, cho nên là khi có ai hỏi họ, bắt đầu họ trình bày, họ nan giải, họ giải trình, họ À, bởi vì họ không bao giờ tự đặt câu hỏi ví dụ họ không bao giờ đặt câu hỏi là cái điện thoại là gì mặc dù họ đi luôn 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 đi mua điện thoại và nó cứ phải mua điện thoại xs mắc nó phải mua điện thoại rất là đẹp và vừa mua máy tính thế nó không định nghĩa được nó là cái gì và không bao giờ trả lời câu hỏi nó là cái gì à, tại sao phải mua nó mua nó để làm gì nó có ích gì cho mình mà không bao giờ trả lời câu hỏi đó luôn luôn đi đến xong rồi nghe tư vấn của người khác nghe tư vấn của người bán hàng xong bắt đầu mang điện thoại về mang máy tính về xong cuối cùng không biết để làm gì bởi vì là bạn không bao giờ đặt cái câu hỏi đấy thì cái trí não của bạn nó không ghi nhớ cái việc mà các bạn cần phải làm ghi nhớ cái việc các bạn cần phải trả lời uh, ghi nhớ cái việc mà các bạn cần phải thực hiện thế cho nên những gì mà xảy ra xung quanh cuộc sống của bạn đáng nhẽ nó là cách để giải quyết vấn đề nhưng cuối cùng nó lại trở thành vấn đề của các bạn thế cho nên là các bạn phải cố gắng đặt câu hỏi phải luôn luôn lục lại kiến thức của mình lục lại trí nhớ của mình uh, xem là bạn có thể trả lời những câu hỏi đó không và trả lời nó một cách ngắn gọn hay không và khi các bạn trả lời đấy thì các bạn sẽ uh, phát triển cái tư duy sáng tạo bạn sẽ sáng tạo bạn dễ dàng sáng tạo dễ dàng sáng tạo dễ dàng tạo ra những cái mới thì nó sẽ mang lại những kiến thức mang lại kiến thức à, và rèn luyện cái trí nhớ các bạn cực kỳ hiệu quả luôn mình luôn luôn hỏi là câu hỏi tại sao thầy giáo lại đối xử với mình như vậy tại sao thầy giáo lại nói với mình như vậy à, tại sao à, thầy giáo này tại sao thầy giáo cứ phải cầm tay của mình tại sao thầy giáo lại chửi mình Đấy, mình luôn luôn đặt những câu hỏi và khi mình đặt câu hỏi mình trả lời và mình bắt đầu mình hiểu và khi mình hiểu mình ghi nhớ mình ghi nhớ và sau này mình không mắc lại những cái lỗi đó nữa à, thì đó là đó là cái cái rèn luyện trí não của bạn để ghi nhớ các bạn đừng bao giờ đừng bao giờ chỉ dập ba gem là người khác nói gì hay học được cái gì là ghi nhớ luôn cái đấy mà hãy đặt ngại câu hỏi ngược lại cho cái vấn đề đấy các bạn phải ghi chép những gì mà các bạn học được lại ghi chép nó lại và ghi chép theo cách của bạn đừng ghi chép theo cách của người khác trong cái vấn đề ghi chép này các bạn luôn nhớ rằng là không có bộ não nào giỏi hơn một đầu bút chì và một mẩu giấy, không có bộ não nào giỏi hơn một đầu bút chì và một bộ giấy. Bộ não các bạn có thể nhớ và nhớ rất tốt trong vòng bao nhiêu năm, nhưng rồi một lúc nào đó các bạn sẽ sao nhãng, nãng nã lãng quên à, nhiều công việc, nhiều bộn bề, cảm xúc của bạn thay đổi và kiến thức cũ nó sẽ bị xáo trộn cho những kiến thức mới. Cho nên là việc ghi chép lại nó rất là tuyệt vời. Đấy. À, nhưng mà các bạn phải tìm ra tìm ra cách để các bạn ghi chép theo cách của mình. Tức là cách mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất Cách mà các bạn cảm thấy thân thuộc nhất Cách mà các bạn cảm thấy cái tinh thần của các bạn nó dễ tiếp thu nhất Cách mà các bạn sáng tạo ra Cách mà các bạn cảm thấy là mình dễ hiểu, mình gần gũi với nó nhất Các bạn phải ghi theo, đừng chép nguyên những gì thầy giáo viết ở trên bảng y hệt Chép in xuống xuống xu nó không hay các bạn phải tự sáng tạo ra nếu như các bạn cảm thấy là không có cách nào tốt hơn những cách mà thầy ghi trên bảng thì các bạn có thể chép theo nhưng mà phải biến cái cách của thầy thành cách của mình nhưng mà nếu các bạn cảm thấy là mình chưa hiểu được những gì mà thầy biên bản thì đừng chép nó vào vở theo cách mà thầy ghi à, đó là mình chia sẻ với các bạn ghi chép là một điều cực kỳ quan trọng à, nó lưu giữ lại thông tin và nó sẽ mã hóa nó mã hóa lại trong cái não của bạn bởi vì là bạn ghi nó lại bạn kẻ khung kẻ hình rồi là chép một cách nào đó thì nó tự dưng là nó lập trình như một cái mạng hóa nó như là một cái hình ảnh mãi mãi ở trong cái đầu của bạn nó gán ở trong đầu của bạn này, nó gán trong đầu. Của bạn. Nên việc ghi chép rất là tốt, chứ đừng có bao giờ chứ lúc nào ghi chép toàn chữ là chữ toàn chữ này, toàn chữ này, chữ này, bạn nó chán bạn chẳng muốn đọc lại đâu nha Cuối cùng là sẽ là ứng dụng vào thực tế. Cái này là là quan trọng nhất rồi, đúng không? Bởi vì là khi các bạn đã ứng dụng được vào thực tế thì các bạn sẽ không bao giờ quên được nữa đúng không bây giờ người ta bảo là hàn như à, hàn như thế này các bạn chỉ cần chấm gá ở vát bạn hiểu à thế là sao nào không bao giờ quên được nữa. nhưng mà đôi khi ấy, các bạn có thể làm rất là tốt nhưng mà nói thành lời thì không nói được làm rất là tốt nhưng hiểu ở trong đầu chỉ không hiểu được cho nên là ừ, cái việc ghi nhớ một cái gì đó đôi khi nó trở thành một cái thói quen nó trở thành một cái thói quen thói quen là bộ não dùng cách dễ nhất để thực hiện công việc mà không cần phải suy nghĩ đó là thói quen cho nên là áp dụng vào một cái việc gì vào thực tế ấy, thì các bạn cùng lúc sử dụng chân tay này nhưng mà cùng lúc phải sử dụng bộ não nữa đừng để nó làm việc cái thói quen đừng để nó làm việc cái thói quen nhé Uhm, tất nhiên làm việc theo thói quen thì nó bạn cảm thấy rất nhẹ nhàng rất là thoải mái rất là bình thường nhưng mà nó sẽ không tăng được cái trí nhớ tốt hơn nó không tăng được cái trí nhớ tốt hơn đâu mà nó lại làm cho bộ não bị lười đi đấy làm cho bộ não bị nới đi cho nên là trong cái hoạt động thực tế của bạn trong hoạt động thực tế của bạn thì các bạn phải cố gắng đưa bộ não vào một tí rèn luyện cái trí nhớ một tí thì nó giúp cho cái bộ não của bạn nó, nó đỡ căng thẳng hơn bởi vì khi mà uh, các bạn không chịu được nhiều cái kiến thức mới, không chịu được nhiều kiến thức cùng một lúc thì cái bộ não của bạn rất dễ bị phản ứng kiến thức đó là các bạn bị nhiều kiến thức có nhảy vào đầu quá học học một lúc đầu tiên nó có ít kiến thức một ít này thôi thì các bạn có thể hàm thụ được. Nhưng về sau cái đoạn cuối của bài giảng nó nhiều nhiều lên phát ô não của bạn nó bị kích ứng rồi các bạn không học được nữa. Thì đó là cái bộ não nó không dám ghi nhớ, không dám ghi nhớ bởi vì nó sợ sự ghi nhớ. Cho nên là các bạn phải loại bỏ cái sự cái sợ, cái sợ sự ghi nhớ đó là khi các bạn làm việc, làm bất cứ việc gì thì não của bạn vẫn phải làm việc. Có những người là ngày nào tôi cũng làm mấy công việc này Cầm mấy búa Cầm cái mỏ hàn, cầm cái kìm kẹp Ngày nào cũng giữ như này Rồi ngày nào tôi cũng mài, cũng đánh bóng Ngày nào tôi cũng quạt, ngày nào tôi cũng các thứ như thế này Ngày nào tôi cũng nói những câu nói như này Ngày nào tôi cũng đi ra chỗ này và đi vào chỗ này rồi làm các công việc thao tác nó giống như nhau và não nó không nghĩ gì cả nhưng cái vấn đề là các bạn sẽ thoải mái một thời gian nhưng mà khi ấy cũng như đôi khi các bạn làm sai mà không biết đấy làm nhầm mà không hay bởi vì là cái bộ não nó có suy nghĩ đâu mà nó cứ làm việc theo bản năng theo quán tính mà à, đôi khi có cái gì đó nó bị chật đi từ lâu rồi nhưng mà lại không bộ não không 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 xử lý Bởi vì là các bạn có để tâm vào đâu vừa làm lại mồm vừa hát vừa làm nhưng mà não đang nghĩ đến chỗ khác vừa làm lại tư tưởng những một cô một gái nào xinh đẹp thì cho nên là cái não của bạn nó không được rèn luyện tập trí uh, nhớ là như vậy và cảm biết là bộ não thì nó có hai não đúng không não trái não phải bạn có não trái não phải, não phải một một não là một não là của sự liên tưởng của trí tưởng tượng và một não của logic đúng không hai não nó khác nhau cho nên là khi các bạn làm việc gì các bạn phải ứng dụng bộ não nữa trên tay không là à, không là làm một việc ở đây nhưng mà bộ não này mãi ở chỗ khác à, học thì tay ghi chép như này nhưng mà đầu thì đang nghĩ khác cho nên là bộ não của nó là như vậy nó dễ dàng tách ni ra khỏi cái cơ thể các bạn bởi vì là nó luôn muốn cảm giác thoải mái nhất cảm giác dễ dàng nhất cảm giác mà nó không phải làm việc đấy cho nên là khi các bạn làm việc trên tay phải khiến cho bộ não của bạn nó hòa nhập hòa nhịp vào cái Công việc các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem khi các bạn làm việc xong có một thằng khác cứ đứng nói một cái chuyện khác với bạn, bạn bực mình không? Bạn đang làm cái việc này nó thằng khác nó cứ đến nó nói một cái chuyện khác. Ừ, ấy bạn bạn bực mình. Bạn vất luôn cái việc ở đấy bạn ra mà chửi nó chặn đúng không? Hay là cãi nhau nó chặn hay là nói chuyện với nó cho xong rồi cho nó về đi xong mình tập trung mình làm việc được đúng không? Cũng cũng như vậy đấy đấy là cái hình thức mà các bạn áp dụng nó vào thực tế. Đừng chỉ áp dụng chân tay, đừng chỉ áp dụng nó như một thói quen mà hãy áp dụng cho cái đầu của bạn nó làm việc nữa thì uh, đó là cái cách mà các bạn làm việc trí nhớ thì đó là những cái gì mà mình chia sẻ cho các bạn và mình ước mong là các bạn sẽ mỗi ngày dành thời gian để cố gắng hiểu vấn đề nó một cách ngắn gọn nhất một cách đơn giản nhất và liên tưởng nó đến một cái sự liên quan nhất với nó thì các bạn thì uh, tái hiện kiến thức phải nạp đi nạp lại cái kiến thức đó mỗi ngày uh, dán hay trao trên tường hay như nào đó để nạp đi học lại để cho cái bộ não của bạn dùng đưa đến đâu nó vẫn bị ám thị để nhớ và cuối cùng là các bạn học thêm những điều mới để sâu chuỗi nó vào với nhau ở trong một cái hệ thống thì bộ não các bạn sẽ có một cái logic lập trình các bạn sẽ nhớ hơn và thứ năm là đặt các câu hỏi đặt các câu hỏi để kích thích tư duy kích thích bộ não sáng tạo nha và thứ sáu là các bạn ghi chép lại ghi chép lại để một lúc nào đó các bạn có thể nhầm có thể lẫn có thể bị sao nhã các bạn có thể đặt ra và xem và cái việc ghi chép nó là một lần mã hóa một lần mã hóa cái bộ não của bạn và cuối cùng là áp dụng nó vào thực tế thì các bạn áp dụng và nhớ vừa làm bằng chân tay nhưng mà vừa làm bằng bộ não nữa và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn thì cũng mong rằng nó có ích với các bạn và nếu như các bạn có những cách nào để huấn luyện bộ não để làm cho bộ não ghi nhớ tốt hơn thì các bạn comment và chia sẻ bên dưới nhé và chúng ta sẽ cùng học với nhau và lộc ước mong là sẽ làm thêm một cái vlog nữa về cái chủ đề này và lộc xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé chúc các bạn luôn luôn là thành công trong cuộc sống.